Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục là chuyên mục hỏi đáp. Có máy nào ngon hơn chiếc Redmi K70 Pro hay không? Redmi Note 12T Pro là máy chính liệu có ổn? Có nên mua chiếc Redmi K60e chơi game tầm trung 3-4 năm? Tất cả sẽ trong đường hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên này. Tầm giá con K70 Pro có em nào êm không ạ? Mình trải nghiệm cân bằng. Ok, hiện tại chiếc K70 Pro thì mức giá loanh quanh khoảng tầm hơn 11 triệu các bạn nhé. Và trong tầm giá này, thực sự trang bị cấu hình của chiếc K70 Pro rất tốt thuộc dạng best choice. Có chăng các bạn sẽ chỉ có thể mong chờ ở chiếc Realme GT5 Pro mà thôi. Một chiếc máy hiện tại Mobile City chưa có hàng, nhưng mà dự kiến sắp tới nó sẽ về các bạn nha. Em này thì mức giá cũng loanh quanh như vậy, tầm khoảng từ 11 tới 12 triệu tùy phiên bản. Và khi mà so với cả chiếc K70 Pro thì chiếc Realme GT5 Pro ấy có rất nhiều điểm hơn các bạn nhé. Cụ thể này, hai chiếc máy thiết kế theo mình thấy đều rất ok, đều sẽ có khung viền kim loại này. Nhưng mà rõ ràng chiếc GT5 Pro ấy khác biệt hơn, cao cấp hơn, mặt lưng giả da, cụm cam siêu to khổng lồ hình tròn đúng không nào? Mặt trước thì sao? Màn hình của chiếc GT5 Pro nhá sẽ là một cái màn hình cong, cao cấp hơn so với cả chiếc K70 Pro, chuẩn chưa? Nó chỉ thua về độ phân giải thôi, nhưng mà tần số quét cao hơn này, độ sáng tối đa cũng sẽ cao hơn. Và với quan điểm cá nhân của mình ý, kích thước của điện thoại thì độ phân giải 1.5K trên chiếc GT5 Pro là rất ok rồi. Hai máy đều sẽ là con chip Snapdragon 8 Gen 3 và hiện tại hiệu năng xem nhau các bạn nhé, đều sẽ quẩy được All Game Marketing, đều rất mạnh trong tầm giá. Thậm chí là với Realme đi, mặc định thì các bạn sẽ có sẵn tiếng Việt này, trong khi với chiếc K70 Pro ấy sẽ chỉ là tiếng Anh nha. Và hiện tại chiếc máy này thì chưa có ROM, unlock cũng sẽ hơi khó. Camera phía sau chiếc Realme GT5 Pro ăn đứt các bạn nhé. Phần cứng ngon hơn, thuật toán ok hơn. Kể cả cam trước đi, chụp ảnh mình thấy cũng đẹp hơn so với cả chiếc K70 Pro. Có chăng khi các bạn quay video ấy thì cam trước của chiếc Realme sẽ chỉ là 30fps, trong khi chiếc K70 Pro sẽ là 60 nha, ok hơn. Sạc của chiếc Realme kém một chút, 100W, em kia là 120. Nhưng mà được cái pin của Realme thì trâu hơn này, khoảng 8%, cộng với cả có sạc không dây. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì đấy, trong tầm giá của chiếc K70 Pro, để mà tìm một chiếc máy ngon hơn ấy, bạn nên kỳ vọng vào chiếc Realme GT5 Pro nha. Chuyển sang câu hỏi thứ hai. Anh ơi, chiếc Redmi Note 12T Pro dùng làm máy chính có ổn không anh? Em sợ bị trễ thông báo nên vẫn không biết có nên xài hay không. Ok, với chiếc Redmi Note 12T Pro nha, mình thấy vẫn chưa có ROM quốc tế hay là EU nha. Chiếc máy này sẽ chỉ có vài phiên bản ROM mod của Việt Nam làm mà thôi. Nhưng mà dùng cũng khá ok nha. Lưu ý này, cái vụ thông báo thì mình nói rất nhiều lần rồi. Với những máy xét tay Trung Quốc ấy, dù là các bạn up ROM thì thi thoảng dùng vẫn sẽ bị chậm thông báo. Đấy, kiểu như thông báo của máy chỉ được khoảng tầm 95% ấy, chưa được tới ngưỡng như kiểu là 99 với cả 100% giống như iPhone hay là Samsung. Vậy nên nếu công việc của các bạn cần thông báo chuẩn chỉ 100% thì hết sức cân nhắc trước khi mua chiếc Note 12T Pro nha. Nhưng mà bù lại rõ ràng rồi, hiệu năng của chiếc 12T Pro ấy đang là mạnh nhất tầm giá. Dimensity 8200 Ultra quẩy all game, Galaxy Buds chế độ họa cao luôn. Đánh đổi lại thì tấm nền màn hình của máy sẽ chỉ là iPad LCD thì thực sự hơi xấu trong tầm giá. Nhưng mà nếu bạn đang dùng quen iPad rồi thì là ok nhá. Chỉ là những bạn quen dùng AMOLED với cả OLED ấy, thì mới có vấn đề thôi. Và dù sao thì thiết kế của máy ổn áp này, hai loa ok, pin trâu, sạc nhanh, camera đủ dùng cơ bản. Đến với câu hỏi thứ ba, có nên mua K60e làm máy chính không? Em chỉ chơi game tầm trung như Liên Quân, không biết có được tầm 3-4 năm không ạ? Rồi, vẫn là câu chuyện máy Trung Quốc các bạn nhé. Chiếc Redmi K60e thì có ROM rồi, nhưng mà đấy, dù là áp sang thì thi thoảng vẫn sẽ bị chậm thông báo, bạn cần phải lưu ý. Về mặt hiệu năng thì sao? Máy sử dụng con chip là Dimensity 8200, tức là tương đương so với cả chiếc Note 12T Pro, và theo mình thấy chơi Liên Quân 3-4 năm thoải mái các bạn nhé. Trong tầm giá thì chiếc Redmi K60e sở hữu một cái trang bị khá toàn diện các bạn nha. Ví dụ như là một cái màn hình độ phân giải 2K hiển thị tốt, nó gần như giống hệt so với cả chiếc Redmi K50 và xem so với cả chiếc Redmi K60. Hai loa ngoài cũng vậy, pin rất trâu, 5500 đi kèm với cả sạc nhanh 67W. Camera của máy thì cũng giống hệt so với cả chiếc Redmi K50 luôn, 48 chấm, có OIS, đủ dùng cơ bản. Có chăng bạn phải lưu ý thôi, khi mà so với cả đối thủ trong cùng tầm giá đi là chiếc Redmi Note 12 Turbo nhá, thì rõ ràng hiệu năng của chiếc K60e nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà bù lại, màn hình của chiếc K60e đẹp hơn này, pin của chiếc K60e trâu hơn. Vậy nên theo mình thấy, nó sẽ là một chiếc máy toàn diện hơn so với cả chiếc Note 12 Turbo, chỉ là không mạnh bằng thôi. Chốt lại câu hỏi của bạn thì theo mình nhá, bạn mua chiếc máy này dùng máy chính 3-4 năm chơi Liên Quân thì ok nha. Lưu ý cái vụ như mình nói, thông báo chỉ được khoảng tầm 95% thôi. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới.
Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận ghim của video. Giờ xin chào, bye bye.